Đúng rồi, đọc lẹ đi, kiến thức đang ùa về đầu chị rồi. Hành tinh nào gần mặt trời nhất? Bắt đầu. Thủy. Cô muốn nghe gợi ý không ạ? À, à không, 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 hết rồi, hết rồi, hết rồi. Chị lắc lại. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Mời chị. Theo như chị nghĩ là mặt trời rất là nóng. Đúng. Không có cái nào có thể gần được mặt trời, nếu tới mặt trời là tan chảy. Đúng không ạ? Nếu như mà có thể khắc được cái sự nóng nảy đó thì không thể nào là quả được rồi. Thì nó phải là cái gì đó liên quan tới nước. Chị nghĩ là thủy đó. Nhưng mà có chốt không? Chị chốt. Ok. Chốt rồi kìa. Thủy. Và đáp án sao thủy là đáp án không thể nào không chính xác. Không thể nào không chính xác. Nó hút hồn. Hành tinh bé nhất hệ mặt trời là hành tinh gì? Mời bán kem. Á lộn, mời chị Lan. Lúc nãy chúng ta đã có thủy và mộc, chúng ta loại. Ồ. Kim, thổ, quả và thổ, đúng không? Kim. Phong thủy quá, bé này trả lời khoa học mà phong thủy quá. Kim có khả năng là kim này nhỏ, không lẽ thổ ta? Kim đó, chị kim nhớ đâu phải là quả rồi. Chốt lẹ nè. Thôi chị mặn quả, chị chọn quả. Hả? Và đáp án sao quả là đáp án không chính xác. Hãy đón xem Đấu Trường Tài Năng vào thứ ba hàng tuần lúc 20:30 trên kênh HTV7 và 21:15 trên YouTube Star Networks.